Thì nghe ở đâu này? Nghe thì ban đầu các bạn nên bắt đầu bằng những cái nó đơn giản, nó dễ dàng như là chuyện cổ tích dành cho bé. Ok, hoặc là các bạn hãy nghe những cái mà các bạn hiểu được 80 cho đến 90%. Hãy nhớ cái điều đó, đừng nghe cái gì khó quá. Ok, rồi. Đây là câu hỏi của chúng ta. Các bạn hãy sắp xếp như thế này, theo thứ tự nha. Từ theo các bạn ấy, khi mà chúng ta mất gốc thì chúng ta sẽ học theo thứ tự nào? Đó, các bạn đánh ví dụ như là học và phát âm, xong rồi đến viết, xong rồi đến ngữ pháp, xong rồi đến nói, xong rồi từ vựng nghe. Đấy thì các bạn hãy comment xuống bên dưới. Thì ấy, thực sự là như này, sau rất là nhiều thời gian cô tự học tiếng Anh này, cộng với là có đi học, ngày xưa cô cũng đi học trung tâm nhá, học thầy cô giáo các kiểu, học thêm học nếm các thứ rồi, cho nên là kinh nghiệm đầy mình. Các bạn ở thể loại nào cô cũng biết và cũng thông cảm được hết, bởi vì cô đã trải qua hết các cung bậc cảm xúc đấy rồi. Ngày xưa ấy, tiếng Anh đối với cô nó không phải là một cái thứ mà kiểu dễ như trở bàn tay đâu, bởi vì là mình cũng, tức là mình không phải là dốt lắm, nhưng để nó là giỏi ấy, thì mình không dám tự tin, bởi vì nó có quá nhiều thứ đây. Muốn nói là tiếng Anh nó cần phải bằng này thứ đúng không? Thế thì rất là khó, cho nên là cô cũng trải qua đủ các thể loại cung bậc cảm xúc lên lên xuống xuống như các bạn hết rồi. Đấy. Thì sau khi mà học tiếng Anh rất là nhiều, cộng với dạy đã hàng nghìn bạn học viên rồi, rất là nhiều lớp, rất là nhiều thế hệ trong suốt 6-7 năm qua rồi, thì cô đúc kết ra được một điều ấy. Chúng ta không thể nào có thể thành thạo được tiếng Anh trong thời gian ngắn. Nhớ là thời gian ngắn nhá. Chứ còn nếu như các bạn muốn 10 năm để thành thạo tiếng Anh thì muốn học cái gì chưa cũng được. Nhưng nếu như các bạn trong một thời gian ngắn, ví dụ như 3 tháng, 6 tháng hay là một năm, ví dụ thế, để chúng ta có thể nói được tiếng Anh trôi chảy và thành thạo ấy, thì chúng ta nên dành thời gian và phân bổ thời gian trong ngày để các bạn có thể chia được những cái này. Đặc biệt là những cái đầu tiên này, những cái đầu tiên này, đầu tiên đó là nghe và phát âm và từ vựng. Đó, đây là những cái đầu tiên. Các bạn chú ý một điều này. Từ vựng là cái gì? Nó giống như là đạn. Và nếu như chúng ta muốn giao tiếp, chúng ta muốn bắn ra ấy, thì trong đầu phải có gì ạ? Đúng rồi, phải có đạn, cho nên phải có từ vựng. Đấy, nhưng mà bắn ra, tức là khi chúng ta nói ra mà chữ A chúng ta lại phát âm thành chữ B thì làm sao mà người ta hiểu được đúng không? Đấy, cho nên trong khi chúng ta bắn từ vựng ra thì chúng ta phải bắn một cách gì? Chuẩn xác. Đúng rồi, thì đấy là lúc mà từ vựng và phát âm nó phải đi kèm với nhau. Chứ bây giờ các bạn học một từ đúng không? Ví dụ từ này. Đây. Từ nào? Ví dụ như là các bạn nhìn rõ nhỉ? C-A-R-E-E-R. Đó, cái từ này nhiều bạn sẽ phát âm là gì? Theo kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến thì các bạn sẽ đọc là carrier rất là nhiều. Phần lớn 95% sẽ đọc là carrier đúng không? Nhưng nếu như các bạn mất công, mất sức để học cái từ này mà lại phát âm thành carrier thì sẽ không người nước ngoài nào hiểu bạn đang nói cái gì cả. Bởi vì cái từ này nó sẽ đọc là career, career, career. Ok, từ này có nghĩa là sự nghiệp hay là công việc. Nhấn vào âm tiết thứ hai, career. Ok, đó, cho nên đó là lý do vì sao chúng ta cần phải học từ vựng và phát âm trước cùng với nhau. Đấy, để chúng ta học từ nào cái là phát âm nó phải ngon luôn rồi, nói phát âm làm nó phải hiểu hết rồi. Rồi, thế thì đấy là đầu tiên này, từ vựng xong và phát âm cùng với nhau. Sau đó, à không phải là sau đó mà là đồng thời cùng lúc là chúng ta cũng sẽ luyện nghe luôn. Bởi vì ấy, khi chúng ta luyện nghe là lúc đấy từ vựng và phát âm nó sẽ thấm nhuần nhất và nó vào trong tiềm thức một cách nhanh nhất. Chúng ta không thể nào ngồi tụng kinh từ sáng đến tối một list danh sách các từ vựng này được. Giả sử là phát âm của bạn ngon rồi nhá, thế là bạn cứ tiếp tục là ngồi tụng kinh từ vựng, thì các bạn có tụng một năm đi nữa được 10.000 từ vựng ví dụ thế thì các bạn cũng không nói được đâu, bởi vì là cái từ vựng
nó đứng một mình thì nó không tạo nên nghĩa, mà nó phải nói ở trong câu, trong ngữ cảnh, nó có ngữ điệu các kiểu. Thì cái đấy các bạn sẽ có được khi các bạn luyện nghe. Ok, đó, cho nên chúng ta không nghe là không nghe đầu tiên và duy nhất. Đúng là nghe là thứ nên làm đầu tiên, nhưng không phải là thứ duy nhất. Ok, cho nên ấy, cô sẽ phân ra cái lộ trình dành cho hai đối tượng. Đối tượng số 1 đó là có thời gian và bạn có thể học từ từ. Đấy, và đối tượng thứ 2 đó là đối tượng không có thời gian và bạn muốn học càng nhanh càng tốt, 6 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm là muốn nói được luôn rồi. Đấy, nếu như các bạn tưởng tượng cái việc để từ cái việc không biết gì đến nói được tiếng Anh ấy, nó làm một cái tổng là tổng A chẳng hạn. Đấy, thì nếu như bạn muốn học và trong một thời gian dài, trong 2-3 năm mới thành thạo được ấy, thì mỗi ngày bạn chỉ cần học ít ít thôi. Nhưng nếu các bạn muốn ném trong 3 tháng, 6 tháng thì hoàn toàn vẫn học được nha, chứ không được đâu. Nhiều bạn cứ nghĩ là ôi mình chỉnh kém, mình chắc là phải vài năm thì mới nói được. No, điều đó không đúng. Các bạn chỉ cần học một cách đúng đắn, đúng, đủ và đều, nhớ cái từ đều nha, 3D, đúng này, học đúng cách này, học đủ, mỗi ngày học đủ và học đều, đúng rồi, đều mỗi ngày thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể nắm vững và giao tiếp được tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao tùy từng người và tùy cái nỗ lực của từng người nhé, trong vòng 3 tháng cho đến 6 tháng. Ok, đấy, cho nên ví dụ trong 3 tháng đến 6 tháng thì các bạn sẽ mỗi ngày các bạn phải học nhiều hơn. Các bạn phải ném và học nhiều hơn mỗi ngày. Ví dụ như là bình thường cả tuần không học tiếng Anh đúng không? Nhưng nếu muốn 3 tháng và 6 tháng nói được ấy, mỗi ngày ít nhất phải là 2 tiếng cho đến 3 tiếng, cho đến 4 tiếng. Tùy cái sự tiếp thu của từng người và tùy cái mục tiêu của từng người. Ok? Nhưng như mình đã nói trong livestream trước về cách học từ vựng tiếng Anh ấy, thì chúng ta hãy học cái mà chúng ta thích. Ok? Mình thích nghe gì chúng ta nghe cái đấy, và thích đọc gì, thích nói gì thì hãy nói và nghe cái đó, chứ đừng ép mình làm những thứ mà mình không thích. Ok, rồi, đấy là cái đầu tiên nha. Mình sẽ bổ sung cho các bạn thêm hai cái yếu tố nữa mà gần như không một giáo viên nào một cách truyền thống sẽ nói cho các bạn. Đấy là muốn thành thạo được tiếng Anh ấy, ngoài những cái này ra, các bạn cần phải có thứ nhất, đó là sự lặp đi lặp lại. Các bạn ghi thêm vào nhá, ở bên dưới này, sự lặp đi lặp lại. Và cái tiếp theo nữa đó là môi trường để các bạn thực hành. Có rất nhiều bạn ấy, sau khi nỗ lực tầm khoảng 1 năm trời nói tiếng Anh cũng ngon ngon rồi, thế xong sau đó là dòng đời xô đẩy đúng không, xong cứ lười đi, lười dần đều này, xong rồi bạn bè rủ dê chơi bời cái kiểu này, thế là quên quấy mất tiếng Anh, cả năm chẳng động lại. Thế là 1 năm sau quay lại thấy hình như nó hơi mới mới. Ok, đó chính là cái môi trường học tiếng Anh. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm về trong cái phần cuối của lộ trình học. À, không phải cuối đâu mà nó là xuyên suốt trong lộ trình học. Đấy là lặp đi lặp lại và tạo môi trường cho mình học tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Ok, rồi, thì đầu tiên đó là về cái phần nghe này, từ vựng này và phát âm là 3 cái các bạn phải học đồng thời cùng một lúc. Đấy, ví dụ nha, đối với mình ý, thì mình luôn luôn khuyến khích các bạn đó là cái việc học phát âm là cái việc vô cùng quan trọng mà các bạn có thể học đầu tiên. Đấy, nếu như phải chọn nha, mà các bạn tập trung vào thời gian đầu ấy, thì chúng ta có thể tập trung tầm khoảng 1 tháng thôi. Đấy, để chúng ta học phát âm và nên có người hướng dẫn. Những người nào mà giỏi, những người nào mà có thể giúp được các bạn, đặc biệt là thầy cô giáo hoặc là ví dụ trợ giảng chẳng hạn, đấy sẽ giúp cho các bạn có thể luyện được cái phát âm này. Đấy, đầu tiên là các bạn phải biết là cái bảng IPA này, biết đọc cái phiên âm ở trong từ điển. Ok, biết có cái quyển từ điển của mình đây nhỉ. Rồi, từ điển của mình đã ở dưới kia. Nhưng các bạn mở cái từ điển đấy ra, bắt buộc là phải đọc được chuẩn tất cả các từ ở trong từ điển đấy. Thì các bạn chỉ có thể làm được cái điều đó nếu như các bạn đi học một khóa phát âm và có người hướng dẫn tận tình chỉ bảo cho và có người có chuyên môn. Đấy, thì các bạn sẽ ok được. Đấy, và đồng thời khi mà các bạn làm cái này thì các bạn học từ vựng luôn.
Từ vựng thì nó có rất là nhiều cách để học từ vựng, nhưng mà mình thích nhất đó là cách đọc. Đấy, đọc lần trước thì mình đã làm livestream về từ vựng rồi, các bạn có thể vào trang cá nhân của mình để xem lại làm thế nào để có được nhiều từ vựng, tăng vốn từ vựng của mình nhanh nhất. Đấy, nhưng mà mình thường xuyên là đọc những cái bài từ đơn giản cho đến phức tạp hơn ở cái trang ví dụ như là brightside.me đấy, hay là đọc những cái bài, đọc cứ cứ search một cái từ bất kỳ nào đấy trên mạng, và sau đó tất nhiên là bằng tiếng Anh nha, và sau đó chúng ta tìm những cái bài nó dễ dễ và chúng ta dùng cốc cốc đấy để chúng ta mở ra, và cứ đọc đến chỗ nào có từ mới thì chúng ta kích 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 hai phát thì tự nhiên là nó sẽ ra những tiếng Việt cho các bạn. Ok đấy, thì đấy là từ vựng. Nhưng mình suggest là, mình gợi ý là một trong những cái cách đơn giản nhất để các bạn học được từ vựng ấy, đấy là các bạn hãy học trong các cái bài nghe đấy, các bài nghe, và các bạn nghe liên tục, lúc nào cũng nghe. Để phục vụ cho việc nghe tốt hơn thì mình mới sắm quả loa Bluetooth. Loa Bluetooth đâu nhỉ, không biết là lại vứt đâu rồi. Đấy, quả loa Bluetooth này sẽ giúp cho mình ấy có thể nghe được mọi lúc mọi nơi, kể cả là điện thoại ở trong trong trên bàn học mà mình vào trong nhà vệ sinh đấy, cách không quá 10 mét thì mình vẫn nghe thấy được. Thì mình cứ đeo tai nghe đấy thôi, xong làm vào vệ sinh thì vẫn nghe thấy, hoặc là đi đâu mà nó không quá 10 mét, hoặc là nó không bị chắn nhiều thứ quá ấy, thì vẫn nghe thấy. Hay thậm chí nha, khi đi đường mình sẽ bật loa nó nhỏ nhỏ một chút để có thể nghe được cả những âm thanh bên ngoài nữa, thì sẽ vẫn bật cái loa Bluetooth đấy. Các bạn phải tưởng tượng là đường Hà Nội nó rất là tắc đúng không, các bạn đi thậm chí là có thể mất nửa tiếng, thậm chí là 45 phút để di chuyển trên đường mỗi ngày một lượt đi đấy, thì các bạn đã tiêu tốn mất 1 đến 2 giờ đồng hồ đi lại trên đường mà không làm được gì cả. Ok đấy, thì các bạn dành 1 đến 2 tiếng đấy nghe tiếng Anh thì có phải là ăn ăn ngon không? Đó, cho nên các bạn huấn luyện nghe thật là nhiều, bởi vì ấy tất cả những cái này nó đều thuộc về cái nó là nạp. Nạp có nghĩa là các bạn có cái input vào bên trong, và các bạn luyện nghe có các từ vựng nó đi vào trong đầu này, thì lúc đấy là não mình nó mới điền đầy các cái chữ tiếng Anh này đấy, thì lúc đấy là nó mới bắn ra, nó mới xuyên từ cái miệng xinh xắn của các bạn ra được. Ok, đó cho nên là nghe và đồng thời chúng ta học từ vựng và phát âm từ đây luôn. Nhớ tuyệt đối mình không bao giờ khuyên các bạn là nghe thụ động. Ok, rất là nhiều người bảo là nghe thụ động, nhưng các bạn phải hiểu đúng cái từ thụ động là gì. Các bạn nếu như các bạn muốn hiểu đúng nghĩa cái từ thụ động thì nó giống như là trẻ con ấy, nó vừa mới đẻ ra được một hàng ngày 2 ngày và bố mẹ ông bà cứ vây quanh vuốt má rồi vuốt chân vuốt tay nó bóp các kiểu đúng không đấy, và cứ nói nó nói xung quanh cái đứa bé đấy mà nó không hiểu gì đấy, nói mà không hiểu gì thì nó gọi là nghe thụ động đấy. Nhưng các bạn mà làm như thế ấy, thì trẻ con nó sẽ mất tầm khoảng 2 tuổi đến 3 tuổi nó mới nói được. Ok, tức là mất 2 năm cho đến 3 năm chỉ có nghe thụ động thôi thì nó mới nói được. Còn các bạn muốn nhanh ấy, 3 tháng, 6 tháng ấy, thì mình không thể nghe thụ động được, mà mình phải nghe chủ động. Cái gì chủ động nó chả tốt, đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta hãy nghe những cái mà chúng ta đã tra từ điển và chúng ta hiểu nó tầm khoảng 80 đến 90% cái bài nghe đấy rồi. Được chưa? Và lúc các bạn nghe ấy, thì các bạn sẽ đưa cái lượng từ vựng này sâu 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 hơn vào trong tiềm thức. Biết là chưa đủ, các bạn có thể biết một vài từ vựng trong cái bài nghe này, nhưng hãy tra làm sao biết hết và nghe đi nghe lại một cái bài nghe đấy thôi, thì cái từ vựng đấy nó sẽ ngấm 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 sâu 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 vào trong tiềm thức, thì chúng ta sẽ không bao giờ quên được cái từ vựng đấy. Và trong lúc các bạn nghe này này thì các bạn cũng học luôn cái phát âm của cái từ đó. Ok, đó thì nghe cái gì rồi, thì nghe ở đâu này, nghe thì ban đầu các bạn nên bắt đầu bằng những cái nó đơn giản, nó dễ dàng như là chuyện cổ tích dành cho bé. Ok, hoặc là các bạn hãy nghe những cái mà các bạn hiểu được 80 cho đến 90%, hãy nhớ cái điều đó, đừng nghe cái gì khó quá ban đầu mà mất gốc ấy, đừng mang phát biểu của Obama ra mà nghe thì nó không khác gì là vịt nghe sấm, là nghe không hiểu cái gì cả,
Thế là sau 2 phút Pháp là ngủ gục luôn. Thế là từ đấy trở về đi vĩnh biệt Obama, không bao giờ quay trở lại học tiếng Anh nữa. Ok, đấy cho nên là hay nghe những cái gì mà cực kỳ dễ. Thì khi dễ thì mình sẽ cảm thấy ô, mình dốt thế mà mình cũng nghe được từ này từ kia đúng không? Thế là tự nhiên là hứng thú tràn đầy trở lại. Thế là mình lại nghe nhiều hơn nữa, nghe nhiều hơn nữa. Cho nên hãy nghe cái mà các bạn hiểu 80 đến 90%. Đặc biệt là những cái bạn nghe đi nghe lại cũng được. Đó, nghe nhiều lần, thậm chí là một tuần các bạn chỉ nghe một bài hát thôi và học thuộc cái bài hát đấy, hoặc là chọn một cái bài nghe đơn giản và một tuần mình cứ nghe cái đoạn nó chỉ dài bằng này thôi. Đấy, cũng được. Ok. Đó. Thì ngày xưa mình hay dùng cái tài liệu đó là Google English. Đây, Google English. Các bạn lấy cái tách nó ra nha. Go, go, English. Đó, thì đây là cái tài liệu dành cho trẻ con. Dành cho trẻ con và mình suggest, gợi ý cho các bạn ấy, đấy là ban đầu hãy học những cái tài liệu thế dành cho trẻ con. Nó rất là chậm rãi và ngữ điệu nó rất là hay và nó rất là dễ đấy, và nó cũng rất là hứng thú luôn. Đó, thì các bạn hãy dùng Google English. Rồi, ngoài ra các bạn có thể là xem những cái hoặc là nghe những tài liệu từ VOA English Special. Ngày xưa mình cũng dùng cái này rất là nhiều, học rất là nhiều. VOA. Đó. VOA English Special. Đó. Ở trên YouTube rất là nhiều, hoặc là trên website cũng có, nhưng mà các bạn lên YouTube cho nó nhanh. Đánh VOA English là nó sẽ ra rất là nhiều các video, nó cứ chạy chữ chậm chậm chậm. Những cái cô phát thanh viên ở đấy nó hay ơi là hay, mà giọng hay này, người cũng xinh nhưng mà không xinh bằng cô Trang. Ok. Và họ phát âm tiếng Anh cực kỳ chuẩn và rất là chậm rãi và rất là nhẹ nhàng để cho các bạn có thể tiếp thu được tiếng Anh một cách dễ dàng. Đó, thì các bạn bạn nào mà mới bắt đầu hãy dùng những cái này. Đấy, ngoài ra là các truyện cổ tích cho bé, các bạn hãy search ở trên Google hoặc trên YouTube, đấy là truyện cổ tích tiếng Anh dành cho trẻ em chẳng hạn. Đó. Hoặc là những cái phim hoạt hình ấy mà nó chậm chậm mà dành cho trẻ em, thì đấy cũng là cái các bạn bắt đầu. Và các bạn có biết vì sao ngày xưa nhá, cô học trường đại học ngoại ngữ và lớp của cô là có 27 người, trong đó chỉ có 3 nam mà thôi. Và trong đấy có một bạn nam quê là ở Hà Nội. Đấy, còn hầu hết tất cả các bạn khác là quê từ các tỉnh khác lên. Và bạn đấy thì cực kỳ là ham chơi và ham chơi điện tử. Và nhà bạn đấy ở Hà Nội thì cũng khá là có điều kiện, nên bạn ấy rất là thường xuyên xem phim. Ngày bé thì hay xem phim là hoạt hình này, rồi các thể loại phim HBO với lại Movie Stars rồi các kiểu. Đấy. Mặc dù bạn rất là lười học và mê chơi game, nhưng bạn ấy là một người mà thường xuyên có điểm nghe tiếng Anh kiểm tra trên lớp cao nhất lớp. À, mình rất là thắc mắc tại sao nó lười như thế mà nó lại vẫn có điểm nghe cao. Đấy, thì các bạn biết lý do vì sao không ạ? Đấy, như mình vừa nói đấy, từ bé đến lớn mà cứ ngồi chơi điện tử, thì cái điện tử của bạn ấy cũng là nói bằng tiếng Anh này, xong rồi xem HBO rồi Movie Stars cũng là đều bằng tiếng Anh, rồi thỉnh thoảng nó còn mở các kênh news, có nghĩa là những cái kênh tin tức bằng tiếng Anh nữa, thì bảo sao mà không nói giỏi tiếng Anh, đúng không? Đấy, cho nên là các bạn hãy đưa mình vào cái môi trường tiếng Anh như vậy, hãy nghe những cái này đó và nghe chuyện cổ tích dành cho bé. Rồi, ngoài ra còn rất là nhiều những cái trang để các bạn có thể luyện nghe, thì mình sẽ dành một hôm mình tổng hợp lại đấy, thì các bạn có thể theo dõi follow trang cá nhân của mình để nhận cái tài liệu đấy sau này nhá. Rồi đấy là cái mà chúng ta có thể bắt đầu nghe. Nếu như bạn nào có nhiều thời gian và bạn muốn là ví dụ 2 năm em thành thạo tiếng Anh cũng được, cứ chậm chậm đấy, thì các bạn hãy dành thời gian đầu để nghe thật là nhiều và không cần phải ép mình quá đâu, nhưng mà làm sao cứ một ngày tầm khoảng 1 tiếng đấy, để cho cái điện thoại của mình hay là cái máy nghe nhạc của mình lúc nào cũng vang lên cái thanh tiếng Anh, hay là nghe nhạc thì thay bằng nhạc tiếng Việt, hay nghe nhạc tiếng Anh, rồi thì thay vì những cái bài báo tiếng Việt dân trí cái thứ mình follow trên Facebook ấy, thì mình thay nó bằng những bài tiếng Anh, tự nhiên là đập vào mặt tiếng Anh suốt ngày thì là
tiếng Anh của bạn nó sẽ nâng nâng dần dần dần, và đến lúc bạn có thời gian để tập trung mạnh vào tiếng Anh ấy, thì các bạn tiếp thu nó rất là nhanh. Nó giống như kiểu là trong tiềm thức của mình nó có sẵn rồi ấy, thì bây giờ mình học nó rất là nhanh. Đấy. Thì cứ nghe như vậy, mà các bạn xem Google thì cứ xem tập này thì lại muốn xem tập khác. Đấy, các bạn nghe VOA thì cứ nhìn vào khuôn miệng xinh xắn của các chị phát thanh viên đang phát âm trầm chậm với giọng cực chuẩn, cực hay, các bạn cũng muốn xem tiếp. Hay các bạn muốn nghe những câu chuyện cổ tích mà mình đã từng nghe rất là nhiều ngày xưa, ví dụ như là Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, nhưng lần này nó lại được kể bằng giọng tiếng Anh du dương trầm ấm. Đấy, thì các bạn sẽ rất là thích. Và nhớ là mình học từ vựng và phát âm thông qua đấy. Ok. Rồi, đấy là cái đầu tiên chúng ta sẽ cần làm. Và sau đó, trong lúc các bạn học hai cái này, ba cái này, thì các bạn hãy luyện nói dần ra cái mà các bạn nghe. Ok, luyện nói cái mà mình nghe. Nó giống như là nghe và từ vựng, nó sẽ là đầu vào này. Thì lúc đấy là các bạn phải vận dụng nó để có cái đầu ra, nói ra, đúng không? Đấy, và các bạn đừng nói những cái mà ở đâu đâu ấy, cứ thấy người ta khuyên là mình phải luyện nói nhiều, đúng không? Thế là cứ đứng trước gương xong rồi lầm bà lầm bầm những cái chuyện nó không liên quan. Thì các bạn tưởng tượng này, mình nghe thì không nghe cái chủ đề đấy, nhưng mình lại nói ra cái chủ đề đấy, thì các bạn như kiểu là nói từ hư không ấy, tự mình bịa ra ấy. Thì cái việc là các bạn nói kiểu Anh Việt ghép chữ là điều không thể tránh khỏi. Ok, các bạn muốn biết là làm thế nào để mình không ghép chữ không? Kiểu là no star where là không sao đâu ấy. No là không này, star là sao này, where là đâu, đúng không? No star where, đúng không? Đấy, làm sao để tránh được cái việc đấy? Là bởi vì ngày xưa chúng ta học tiếng Việt cũng thế, chúng ta nghe bố mẹ chúng ta nói thế, tự nhiên là mình cũng nói thế. Ok, đó, cho nên các bạn muốn nói ra được cái gì nó chuẩn và nó tự nhiên theo kiểu Mỹ ấy, thì các bạn bắt buộc phải đọc từ đâu đó hoặc là nghe từ đâu đó cái câu đấy, cái cụm đấy, cái từ đấy, thì các bạn mới có thể nói được chuẩn. Ok. Đấy, cho nên là đừng bao giờ hy vọng mình cứ nói ra như Tây mà mình chả bao giờ chịu nghe, chả bao giờ chịu đọc. Ok. Đó, cho nên là cái phần nói là này, hãy nói cái mà các bạn nghe. Ví dụ giả sử các bạn hôm nay nghe chuyện cô bé bán diêm, đúng không? Đấy, học chuyện cô bé bán diêm, thì mình gợi ý đó là các bạn hãy chép từ YouTube ra cái quyển sổ của mình, xong sau đó là tra những cái từ vựng đấy để mình hiểu toàn bộ câu chuyện đi. Sau đó mình cứ nghe đi nghe lại, trong lúc tắm mình cũng nghe cái bài đấy, và trong lúc tắm mình nghe thì mình cũng lẩm nhẩm theo. Ok, đấy là lúc đấy mình bắt đầu nói ra. Và một ngày đẹp trời sau một tuần nỗ lực vừa tắm vừa nghe, hoặc là vừa ấy vừa nghe trong nhà vệ sinh, đúng không, thì các bạn bắt đầu kể lại câu chuyện đấy bằng tiếng Anh. Đó, ví dụ như là once upon a time, ngày xưa, đúng không, there was a little girl gì đó, có một cô gái nhỏ tên là ABC XYZ thì đấy, ví dụ thế. Thế là mình cứ tự động mình kể lại cái câu chuyện đấy. Đấy chính là nói từ cái mà mình nghe được, chứ đừng nói từ hư không. Ok. Rồi, ngoài ra các bạn muốn giao tiếp được ấy, thì hãy kiếm những người bạn Việt Nam hoặc là nước ngoài của mình để mình bắt đầu là trao đổi với họ bằng tiếng Anh. Và mình mong muốn có một cái ước mơ cháy bỏng, đấy là giúp cho người Việt Nam, toàn bộ những người Việt Nam trên khắp Việt Nam có thể có tư duy toàn cầu hơn và có những người bạn trên khắp thế giới, chứ không chỉ là những người bạn cấp 1, 2, 3 hay là đại học của mình, hay là những người bạn mình gặp trên đường. Ok. Đấy, cho nên là hãy mở rộng mối quan hệ của mình ra. Hãy kiếm cho mình 2, 3, 4, thậm chí là 5, 7, 10 người bạn nước ngoài, mỗi đứa ở một nước, để sau này tiện mình đi Lào thì còn có bạn ở Lào này, đúng không? Đi Thái thì có bạn ở Thái, đi Mỹ thì có bạn ở Mỹ, đi Úc thì có bạn ở Úc. Ok, đúng không? Đó, cho nên là các bạn hãy kiếm những người bạn nước ngoài ở các cái trang, rất là nhiều trang, ví dụ như là Cupid.com. Đây là mấy cái trang kiểu kết bạn kiếm người yêu, kiếm người tâm sự. Đó, dành cho các bạn nữ nha. Thì mấy anh đẹp trai người Mỹ hay là người Úc các kiểu thì trên này có rất là nhiều. Cupid.com.
Rồi, hay là có cái gì Tinkle à? Tinkle, cái ứng dụng Tinkle đấy, thì các bạn cũng có thể kiếm cái ứng dụng này. Văn Phượng học online hả cô? Đúng rồi, cái khóa lấy lại gốc ngữ pháp mà có cái link đăng ký ở phía trên phần miêu tả ấy, là học online nhưng mà học kiểu trực tuyến nhá, có nghĩa là cô trực tiếp dạy các bạn như này. Và cái hay hơn livestream này là các bạn có thể nói lại với cô và hỏi lại một cách trực tiếp, nói luôn đấy, thì các bạn đăng ký vào đó nha. Ok, rồi tiếp nha. Đấy, đây là một số cái trang mà các bạn có thể vào tìm những người bạn nước ngoài, hoặc là ở ở Việt Nam thì có một cái trang đó là Massive, Facebook nhá, trên Facebook. Facebook thì có một cái group đó là group Hà Nội Massive, chứ Hà Nội đằng trước này, các bạn ghi vào nhá, Hà Nội Massive. Thì những cái trên cái trang này thì là trang của người nước ngoài ở Hà Nội đấy, cho nên là các bạn vào đấy ấy, xong rồi thỉnh thoảng có thể kết bạn với một người nước ngoài bất kỳ nào đó mà mình yêu thích, xong sau đó là inbox nói chuyện với họ, thì thực ra là họ cũng thích có những người bạn nước ngoài mà, và tâm đầu ý hợp thì chúng ta sẽ nói chuyện được nhiều hơn. Cho nên là để kiếm được một người bạn nước ngoài, các bạn hãy inbox với 10 chàng hoặc là 20 chàng kiểu kiểu vậy nhá, để những ứng dụng bạn này thì còn có bạn kia. Ok, đây là mình nói là trên tinh thần trong sáng nhá, không có ý định gì nhá, là chỉ kết bạn, nói chuyện và nâng cao khả năng tiếng Anh thôi. Ok rồi, thì đấy là cái luyện nói này. Ngoài ra một cái bí kíp nữa về luyện nói cực kỳ hay để cho các bạn có thể biến cái tiếng Anh của mình từ Anh thành Anh Mỹ một cách vô cùng tự nhiên, đấy là cái gì mà những bạn ngày học sinh ngày xưa của mình cũng chưa được dùng kỹ thuật này đâu. Cái này là mình áp dụng nó mạnh hơn đợt này. Các bạn đấy thử comment xuống được cái kỹ thuật để chúng ta luyện nói ấy. Ai muốn biết thì comment là muốn biết ở bên dưới nào. Muốn biết. Các bạn đăng ký vào link để học khóa lấy lại gốc ngữ pháp chưa? Khóa miễn phí nha, và nhớ share video nha. Ok, rồi. Cái kỹ thuật đấy chính là kỹ thuật dubbing movies, có nghĩa là lồng tiếng phim hay là lồng tiếng một cái show truyền hình nào đấy. Ví dụ như các bạn xem The Voice đó, và các bạn rất là thích một cái đoạn, mà trong cái đoạn đấy thì các bạn có thể học được rất là nhiều những cái từ vựng và cái cách nói tự nhiên, cách diễn đạt tự nhiên của người Mỹ, thì các bạn hãy lấy cái đoạn trong cái phần The Voice đấy ra và mình luyện phong thái như là cái anh gì nhỉ, anh Adam đúng không, đấy anh Adam ấy đấy, thì các bạn luyện phong thái như thế, xong các bạn nói ra với giọng điệu như thế, với phát âm như thế, và trong cái đoạn khoảng 1 2 phút hoặc thậm chí là 5 phút thì các bạn biến mình thành anh Adam và nói như thể cái anh ban giám khảo Adam đấy, và bạn cũng nhập vai cái người thí sinh và các bạn nói y hệt như thí sinh. Đấy là một cách vô cùng hay và hào hứng để giúp các bạn có thể luyện nói tiếng Anh theo cái ngữ điệu cực kỳ chuẩn, và mình có sự hứng thú ở trong đấy. Ngoài ra các bạn cũng làm áp dụng tương tự với phim, các bạn thích một cái đoạn phim nước ngoài nào ấy ấy, thì hãy cắt nó ra, đừng cắt dài không mấy được đâu, cắt tầm khoảng 2 phút hoặc là 3 phút, nói chung từ 2 cho đến 5 phút đấy, và nó cũng dễ dễ thôi, nó dễ so với trình độ của mình chứ đừng khó so với trình độ của mình nhá, thì mình sẽ hơi khó để chúng ta bắt chước theo đấy. Thì các bạn hãy lồng tiếng của mình cho nó câm tiếng đi đấy, và mình lồng mình nói y như là cái diễn viên ở trong đấy ấy, thì tự nhiên là mình sẽ học được rất là nhiều, và cái ngữ điệu của mình nó cũng gọi là hay thôi rồi luôn. Có rất là nhiều bạn học viên của IOLO English đã làm được đó và gọi là mê ly luôn. Ok, thì đấy là về việc nói nha. Ngoài ra còn ngữ pháp nữa, sau khi chúng ta nghe này từ vựng và phát âm ra thì chúng ta sẽ học nói cái mà mình nghe được này, và đồng thời trong lúc các bạn học nói thì các bạn hãy gọi là lấy lại cái gốc ngữ pháp của mình đi, bởi vì khi các bạn nói ấy, các bạn nhận ra một điều là
ngữ pháp của mình lởm quá, xong mình chả nhớ cái gì cả và mình nói sai bé bét bé bét hết cả ra, đúng không? Đấy, thì đây là một cặp trời sinh, nói và ngữ pháp là một cặp trời sinh. Tuy nhiên cháu này bao giờ cũng quan trọng hơn cháu này. Cháu này chiếm 80% là các bạn phải luyện nói thường xuyên, nhưng cháu này chỉ chiếm 20% thôi. Không phải là chúng ta học dành cả tuổi thanh xuân để học ngữ pháp nhưng chả bao giờ luyện nói thì chúng ta cũng sẽ không nói được đâu. Ok, đấy, cho nên để nói được tốt ý, các bạn hãy học ngữ pháp nhưng đừng học theo kiểu chúng ta học ngày xưa, đó là cắm đầu 3 tháng, 6 tháng, 1 năm chỉ có luyện ngữ pháp thôi mà không chú ý đến những việc khác thì các bạn cũng không giao tiếp được. Đấy, cho nên là các bạn hãy dành tầm khoảng 1 tháng để các bạn có thể điều chỉnh đốn lại cái ngữ pháp cơ bản của mình, như cái mà cần thiết nhất trong giao tiếp. Đấy, để các bạn có thể nắm được vững cái gốc thì lúc đó là khi các bạn nói phát triển lên thì nó rất là dễ dàng. Đó là lý do vì sao cô đã tạo ra cái khóa học 10 buổi về ngữ pháp. Đấy, và cũng khóa học này thì có phí và học offline trực tiếp tại Hà Nội. Đấy, bạn nào muốn học cái đấy thì có thể đăng ký vào cái link này. Còn cái khóa mà cô tặng miễn phí cho tất cả mọi người ấy thì đấy là khóa trực tuyến học online. Đấy, thì khóa này 3 buổi thì cô sẽ giúp cho mọi người lấy lại gốc, các bạn biết chính xác là mình phải học ngữ pháp, học cái gì cho nó hiệu quả, học như thế nào cho nó hiệu quả. Ok, còn khóa học offline tại Hà Nội trực tiếp thì cô sẽ hướng dẫn kỹ hơn và sâu sắc và nói chung là dí cho các bạn phải học nó hoàn chỉnh hơn. Ok, các bạn hãy đăng ký vào link này nhé, những bạn nào ở Hà Nội, và nhớ là đặc biệt cô luôn luôn sao ta luôn luôn ưu đãi cho những bạn học viên đã học rồi, cho nên là các bạn được, bạn học viên cũ thì được giảm hẳn 50% chỉ cho khóa này nhé, khóa chỉ cho khóa này thôi, nhân dịp 8/3, nhân dịp đầu tháng ở DC. Ok rồi, thì đấy là phần ngữ pháp, học những cái cơ bản nhất thôi, ví dụ như là học về các từ loại này để các bạn biết là từ này trong câu nó sẽ đứng ở vị trí nào và các bạn biết sắp xếp một câu cho nó hoàn chỉnh và cho nó đúng ngữ pháp. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai là các bạn học các thì, mặc dù nó có 13 thì nhưng các bạn chỉ cần học tầm 6 thì cơ bản là các bạn nói ngon rồi. Đấy, sau đó là học một vài cái cấu trúc mà nhất định phải biết, ví dụ như là bị động này, điều kiện này, so sánh này. Đấy, và một số các mệnh đề. Đấy, ví dụ như là mệnh đề đảng lập, chính phủ này, because hay là in spite of hay là despite hay là cái gì gì đấy, thì rất là nhiều những cái cấu trúc hay là những cái mệnh đề đấy thì cô sẽ hệ thống lại cực kỳ logic trong khóa học cho các bạn. Ok, đó thì đấy là học ngữ pháp này, nhớ là ngữ pháp phải đi học kèm với nó nha. Đó, và cái này nó cũng giúp cho các bạn tăng lượng từ vựng của mình rất là nhiều. Rồi sau trong lúc đọc học cái này thì các bạn cũng có thể là đọc thêm những cái bài báo hay là những cái phần đọc như cô hướng dẫn trong cái phần từ học từ vựng như thế nào trong livestream hôm thứ hai vừa mới xong này này. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo lại cái này cho cô nhé. Còn cái phần viết thì cô gợi ý là các bạn hãy viết nhật ký. Đó, viết nhật ký hàng ngày hoặc là mình đọc cái gì mình viết lại cái đấy. Ok, đấy, các bạn nghe cái gì bạn nói lại cái đấy, nghe là vào này, nói là ra, và đọc là vào và viết là ra. Các bạn muốn viết nhật ký thì các bạn hãy đọc những cái nhật ký của những cái người khác bằng tiếng Anh, cứ Google là có hết. Và các bạn muốn viết lá thư gì đó thì các bạn hãy đọc những cái lá thư bằng tiếng Anh và sau đó mình vận dụng những cái từ vựng và những cái cấu trúc cái văn phòng của họ để mình viết nó ra. Ok, hay là các bạn muốn viết một câu với cấu trúc gì đó, ví dụ như là it takes me 5 minutes to take a shower. Tôi mất 5 phút để tắm chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn muốn viết cái cấu trúc đấy thì các bạn hãy đọc qua những cấu trúc đấy ở trên mạng trước. Ok, thì sau đó là chúng ta sẽ viết và nên là chúng ta sẽ có học theo bạn bè, học theo cặp này, hay là học theo nhóm này, thì những cái người bạn đấy sẽ giúp cho các bạn để check cái bài viết này cho nhau, hay check cái phần nói
cho nhau. Ok, đây là những cái mà cô đã dành rất là nhiều thời gian gần một tiếng vừa rồi để nói cho các bạn về cái lộ trình mình học như thế nào và một số cái trang web mà các bạn có thể dùng để học. Ngoài ra ấy, bây giờ thì cô sẽ nói thêm hai cái nữa mà nhà trường sẽ không dạy các bạn đâu. Đó chính là cái sự lặp đi lặp lại. Đừng học nhiều, đừng học quá nhiều, nhưng hãy học sâu. Ok, ngày xưa cô có kể câu chuyện này với học viên của cô rất là nhiều. Đấy là cô có một cô giáo dạy địa lý, và cô ấy học cái môn địa lý là bởi vì ngày xưa cô ấy thi vào vào khối A nhưng mà bị thiếu mất nửa điểm, cho nên là cuối cùng là lại vào khoa địa lý. Đấy, và cô ấy kể câu chuyện như này: ngày xưa cô ấy rất thích học toán, và thì điểm thi đại học toán của cô cũng rất là cao, nhưng tiếc là điểm khác nó thấp, cho nên là không vào được khoa toán rồi. Thì khi mà cô ấy thích học toán ấy, thì cô ấy, nhưng mà ngày xưa cực kỳ hiếm tài liệu nhá, cô ấy xin xỏ mãi mới được một cái quyển sách toán. Đấy, và quyển sách toán đấy thì nó có những cái dạng đề và có những cái bài tập thử và có những cái bài tập để luyện tập và có giải đáp án luôn. Thế là ấy, bởi vì không có nhiều sách đâu, cho nên là cô ấy cứ làm đi làm lại cái quyển sách toán đấy đến nỗi mà nó kiểu nát bươm như rồi, như kiểu là học chăm lắm ấy, nhưng mà đúng là học chăm thật. Thì sau khi cô ấy làm đi làm lại những cái dạng đề đấy, như kiểu là thuộc luôn cả cái công thức, thuộc luôn cả cái đáp án, thuộc luôn cả cái cách làm bài rồi, thì chỉ một quyển thôi nhé, chỉ một quyển thôi mà đi thi toán cô ấy đạt điểm rất là cao. Và cô ấy ấn tượng cái câu chuyện đấy đến mức mà cô ấy kể cho lớp của bọn cô với một cái sự say mê luôn. Đấy, còn vấn đề của chúng ta bây giờ là chúng ta có quá nhiều tài liệu, thậm chí là có những người có cả vài chục ghi tài liệu tiếng Anh ở trong máy, đúng không, nhưng mà không bao giờ dùng đến. Thì cô khuyên như này, đó là hãy mở nó, tất cả những cái tài liệu mà các bạn có mở ra và mình thấy mình thích cái tài liệu nào nhất thì các bạn hãy in nó ra thành quyển và hãy kiên tâm học theo nó. Nếu các bạn không biết học như thế nào thì có thể là nhờ những người bạn là ba đã biết, hoặc nhờ những thầy cô giáo đấy để chỉ cho mình cách học như nào, và mình cứ làm cái đấy đi làm lại và kiên tâm theo nó thì các bạn sẽ đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều so với việc là hôm nay học tài liệu này, hôm sau lại học tài liệu khác. Ok, đấy, cho nên là một nghề cho 9 thì hơn 9 nghề, một tài liệu cho 9 thì còn hơn 9 loại tài liệu khác nhau. Ok, đó, các cái bài nghe mà cô nói cũng thế, các bạn muốn nói ra được cái đấy thì các bạn hãy nghe cái đấy một tuần một bài thôi. Đấy, các bạn muốn viết được một cách trôi chảy một cái bài đơn gì đó thì các bạn hãy đọc cho cô tầm khoảng 10-20 cái đơn tương tự như vậy và học những cái cấu trúc và từ vựng của họ. Ok, đó, thì đấy là một vài cái chia sẻ của cô trong ngày hôm nay, cũng khá là muộn rồi. Thì hy vọng là đã giúp cho các bạn rất là nhiều, và đặc biệt là có những cái tài liệu để các bạn có thể học luôn và ngay bây giờ. Trước khi đi ngủ, hãy mở chuyện cổ tích ra bằng tiếng Anh và hãy nghe, nhớ là phải hiểu câu chuyện đấy nhá, rồi mới nghe nhá, chứ không phải là nghe xong chả hiểu gì đâu. Rồi, có vẻ là chúng ta cũng hết câu hỏi rồi. Thì cô sẽ thường livestream vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Đấy, có thể là lịch nó không đều đặn đâu, nhưng mà thường cô sẽ chọn vào hai ngày đấy, bởi vì là hai ngày đấy là các bạn có thể theo dõi được nhiều nhất. Đấy, cho nên là các bạn là thường xuyên theo dõi Facebook của cô nhá, hoặc là fanpage tiếng Anh giao tiếp IOLO. IOLO viết như này, có nghĩa là I and you only live once, tôi và bạn chỉ sống có một lần thôi, cho nên là quẩy đề, học tiếng Anh để ra ngoài thế giới đề, có những người bạn nước ngoài đề. Đấy, để chúng ta biết trải nghiệm thế giới. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn ngủ ngon. Nếu như mà livestream này hữu ích với các bạn thì các bạn hãy share và tag những người bạn của mình vào và theo dõi, ủng hộ cô trong những video sau để cô có động lực làm tiếp nhé. Ok, rồi, goodbye.